Xin chào quý cô chú và anh chị nha, em Bảo Thiện. Em Đình Khang. Dạ thì ngày hôm nay nhà đất Trường Ngôi chúng em đã có mặt tại vị trí là xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sẽ giới thiệu cho quý cô chú và anh chị một cái mảnh vườn đường ô tô 7 chỗ và xe 3 tấn rưỡi các loại đi vi vu luôn nha. Đó, thì hiện tại chúng em đang đứng đây á là một cái con đường đan ô tô, và từ cái vị trí mình đang đứng thì mình cách chợ Tân Phú cũng như đường dây thép tầm khoảng là 1 km thôi anh Khang ha. Dạ rồi, cái thẳng tay em chỉ là mình đi hướng Tân Phú nha anh chị, là cách chợ Tân Phú chỉ có trong bán kính 1 cây số thôi nha, cũng như là trường học, ủy ban rồi này kia đó. Rồi ngược lại thì mình sẽ đi về đường dây thép nha. Rồi miếng mảnh đất của mình là cách thành đường thành phố Hồ Chí Minh á, là chỉ có 80 cây số thôi nha anh chị ơi, rất là tròn luôn. Rồi mình cách thành phố Mỹ Tho là 20 cây số nha quý anh chị. Rồi mình cách gần hơn nữa là quốc lộ 1A chỉ có 4 cây số thôi. Rồi hướng của chúng ta là hướng Đông Nam nha. Anh chị nào hợp phong thủy hướng Đông Nam thì nên chọn mảnh nền này, nó rất là tốt nha. Ở đây thì điện nước đầy đủ rồi, dân cư đi lại rất là đông đúc luôn. Dạ đúng đó, rồi. Đó, tụi em né xe hoài à. Giống như quý cô chú và anh chị thấy thì khu vực này dân cư đi qua rất là thường xuyên luôn nha, kể cả là mấy bạn học sinh đi qua cũng rất là nhiều luôn. Đó. Ở đây thì gọi là một cái khu dân cư nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời luôn nha. Đó, vì mình nhìn khái quát sơ sơ qua thì mình có thể thấy là dừa nè, mít nè, sầu riêng nè rất là nhiều luôn. Vì khu vực này gọi là dân cư họ ở và họ cũng nghỉ dưỡng rất là nhiều luôn nha quý cô chú và anh chị ơi. Đó. Về đây là ô tô tới đất luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Dạ rồi, thì em xin giới thiệu chi tiết vào cái mảnh vườn của mình để quý cô chú và anh chị dễ hình dung hơn nha. Đây, vườn của mình đây quý cô chú anh chị ơi. Đó, vườn của mình có diện tích tổng cộng là gần 1,7, tức là 1,642 m². Đó, vườn của mình xung quanh ở đây thì có người lên lít này, có người đang trồng bằng lúa nha, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hiện trạng đất mình là đất trồng cây lâu năm. Thì mình có một cái bề ngang mặt đất là từ cái mí, hai cái mí giáp ranh này, giống như quý cô chú anh chị thấy đây là 22 m, và mình có một cái chiều sâu vào là 75 m nha quý cô chú anh chị. Đó, thì cái mảnh vườn này thì chủ xin được bắt cầu qua, bao bắt cầu qua là cầu 4 m, là ô tô tới đất luôn nha quý cô chú và anh chị. Đó, khu vực này là dân cư rất là đông đúc luôn. Đó, ngồi đây thì mình có thể nghe thấy thoáng thoáng thấy tiếng karaoke nha. Vườn mình thì hiện tại đang trồng sầu riêng nha. Rồi em xin được đi sâu vô một chút khái quát nha quý cô chú và anh chị. Đây. Chắc nghe điện thoại giùm vợ. Hiện tại thì mình đã lên được 4 hàng nha quý cô chú và anh chị. Lên được 4 hàng. 4 hàng trồng sầu riêng. Đó, và ở giữa mình có một cái hồ cũng khá là rộng rãi để cho mình thả cá nha quý cô chú và anh chị. Đó, chủ gọi là khá là có gu trong cái việc nghỉ dưỡng luôn nha. Ở đây thì mình có được tầm khoảng là bao nhiêu cây sầu riêng anh Khang ha? Theo mình đếm thì khoảng tầm 2, 4, 6, 8, 10, 12, khoảng tầm là gần 30 cây nha anh chị ơi. Đó, gần 30 cây sầu riêng nha. Dạ. Thì ở đây mình có thể make up lại cho đất mình nó sạch sẽ gọn gàng hơn một chút, thì mình về đây mình nghỉ dưỡng cũng rất là ok luôn nha quý cô chú và anh chị. Về đây thả cá trồng trồng rau là quá hợp lý. Thật sự rất là yên tĩnh luôn. Nói chung là khung cảnh ở đây nhìn rất là đẹp luôn. Thì xung quanh của mình là lúa cũng có nè, rồi lên líp trồng mít, trồng dừa, trồng sầu riêng cũng có nè. Về đây mình cất một cái chòi nho nhỏ ở đây quý cô chú anh chị nè. Đó, mình ngồi mình thả cá ở đằng kia, mình câu cá ở đó. À, rồi mình có thể là mình thu hoạch được một số loại cây trái như là sầu riêng hay là mít. Dù mình không thích trồng sầu riêng thì mình có thể trồng mít cho nó dễ trồng hơn. Đúng không anh Khang? Là trồng các loại hoa như là hoa bông trang rồi. Bông trang nè, và mai nè, rồi cái tùng nè, hoặc là mọi người có thể trồng dừa để mình uống dừa nha. Mà chủ đã có trồng dừa rồi nha. Có trồng dừa luôn. Trồng dừa, trồng sầu riêng rồi nha. Bên kia như có trồng mai nữa kìa. Không, toàn là dừa với sầu riêng không mà chị Thiền ơi. À dạ. Đó, đất của mình vuông đẹp nha anh chị. Đó, đất của mình vuông đẹp nha. Hiện trạng là đất trồng cây lâu năm. Đó. Đó, một mảnh đất rất là yên tĩnh nha anh chị ơi. Thì đã lên lít trồng vườn hết rồi.
Đường mình là xe ô tô tới đất đi ngang đất luôn nha. Đây một chiếc mình, mình đi chợ Tân Phú cũng gần nè, mà mình ra thị xã cũng gần nữa. Từ đây mình ra quốc lộ tầm khoảng là 4 km thôi, không xa lắm đâu. Đó. Dạ rồi, thì quý cô chú và anh chị có nhu cầu tìm hiểu một cái mảnh vườn cặp với đại đường ô tô đó cũng khá là vuông vức đẹp như thế này, thì có thể liên hệ trực tiếp chúng em qua số điện thoại trên là 070 5454 828 hoặc 0367 090298 nha quý cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, thì em xin được báo giá luôn nha, là hết cái mảnh vườn này 107 bề ngang là 22m, chiều sâu vào là 75m. Hiện trạng đất cây lâu năm thì chủ xin được nhượng lại hết diện tích với cái giá là 1 tỷ 7 nha quý cô chú anh chị. Đó, thì giá này mình còn thương lượng chính chủ nha. Dạ rồi, thì quý cô chú và anh chị quan tâm có thể liên hệ trực tiếp chúng em nha. Dạ rồi, em xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Xin chào. Dạ.